Xin chào, kính chào quý vị lãnh đạo tôn giáo, quý vị và tất cả quý anh chị trong VNTV đã có nhà ý cho chúng tôi một ít phút. Chúng tôi sẽ được nói một cách rất là ngắn gọn về một cái đề tài mà chúng tôi có suy nghĩ, đó là cuộc cách mạng tự cứu của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh này. Chúng tôi có 20 phút, thành thử ra nhờ anh Trần Hùng Tiết và các anh chị, nếu mà thấy tôi nói tới quá lố thì nếu mà có cho ân xá thì ân xá phải 3 phút và giơ tay cho tôi biết để tôi cúp. Thưa quý vị, hiện nay dân tộc Việt Nam chúng ta đang đứng trước rất nhiều hiểm họa, nhưng mà có thể tóm tắt vào những hiểm họa chính sau đây. Nạn ngoại xâm đến từ phía Bắc. Một chế độ độc tài đã cai trị dân tộc mình hơn 70 năm nay. Tình trạng môi trường sống càng ngày càng bị ô nhiễm, tệ hại. Quyền của người dân bị chà đạp. Và cái nguy hiểm nhất là mai sau này chế độ độc đảng ra đi, một cái bóng tối vẫn tiếp tục trên đất nước mình, làm cách nào khôi phục lại được con người Việt Nam. Chúng ta mất lòng tin nơi nhau, chúng ta không còn tin tưởng gì, đó là cái thực trạng hiện nay của đất nước. Chiều ngày 23 tháng Giêng vừa qua ngay tại Hà Nội, thì Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam, hoàn thiện một cái vòng băng rào giữa hai nước. Với người dân Việt Nam, chúng ta phải nói rất rõ, đó là hoàn thiện một cái vòng băng rào giữa hai kẻ cựu thù Washington và Hà Nội, không phải là hoàn thiện một cái vòng hòa thuận giữa dân tộc Việt Nam với nhau. Dứt khoát cái điều đó, Hoa Kỳ đã vào Việt Nam tham dự cuộc chiến tranh Việt Nam, và Hoa Kỳ đã tháo chạy năm 1975. Liệu dân tộc mình có một diện mạo nào khác hơn là cái cuộc chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975 hay không? Nhiều người và cá nhân tôi e rằng không. Một khi mà cuộc chiến tranh đã kéo dài tới 20 năm, số người chết của đôi bên chóng mặt lên tới hàng triệu người. Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố một tấc đất cũng không nhường cho Cộng sản. Về phía miền Bắc, thì Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng nói rằng nếu cần đốt dãy Trường Sơn, hy sinh vài thế hệ nữa để thành công cái mà họ gọi là sự nghiệp giải phóng miền Nam, họ cũng làm. Dân tộc chúng ta giết nhau tới bao giờ? Một bên là Hoa Kỳ và các đơn vị quân đội đồng minh, quân đội Nam Hàn, Úc, Tân Tây Lan, các đơn vị khác gồm có Philippines bảo trợ, Đức, Canada, vân vân. Phía Cộng sản miền Bắc, hàng trăm ngàn chí nguyện quân của Trung Quốc, Liên Xô và Cuba nằm sâu ở trong, xây đường tàu, xây đường xe lửa, yểm trợ những đơn vị phòng không. Dân tộc chúng ta đánh nhau tới ngày nào? Phải có một ngày chấm dứt chiến tranh. Bất hạnh cho dân tộc chúng ta là kẻ ác thắng trong cuộc chiến đó. Bà Dương Thu Hương là một nhà văn nổi tiếng. Ngày 2 tháng 5 1975, ôm mặt khóc lệ bên lề đường Sài Gòn, nói rằng một chế độ man dợ đã thắng một nền văn minh. Nghị sĩ John McCain, người từng đã ứng cử tổng thống, từng là anh hùng trong chiến tranh Việt Nam, vào thăm Sài Gòn năm 1985. Ông nói rằng, bất hạnh thay, cái xấu đã thắng trong cuộc chiến tranh. Nhưng mà dân tộc, đó là số phận dân tộc mình, chiến tranh chấm dứt và chấm dứt theo một cái con đường hết sức là đen tối như vậy. Từ 75 cho tới giờ, đúng ra chúng ta đã có tối thiểu là hai cơ hội để thoát khỏi Cộng sản. Nhưng mà rất tiếc chúng ta đã không làm được việc đó. Sau khi chiếm xong miền Nam, đất nước rơi vào tụt hậu đủ mọi mặt, nghèo đói, nhân phẩm bị chà đạp. Cho tới khi không còn đường nào khác, Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam buộc lòng phải tuyên bố đổi mới hay là chết. Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư lúc đó cởi trói. Trên văn nghệ sĩ chúng ta mới có Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Huy Thiệp, Ma Văn Kháng, nhiều lắm. Nhưng mà khi Liên Xô sụp đổ, Đông Âu sụp đổ năm 1989-90, Nguyễn Văn Linh cuống cuồng lên, trói lại. Nghệ sĩ Việt Nam phải nói rằng chúng tôi có phải là lợn đâu mà quý vị muốn cởi lúc nào thì cởi, muốn trói lúc nào thì trói. Và quả tình là bị trói lại. Và Nguyễn Văn Linh đi qua Thành Đô họp hội nghị bị Trung Cộng lừa cho một cú. Bởi vì Nguyễn Văn Linh muốn liên kết ba đảng Cộng sản khác trên thế giới còn lại, Bắc Hàn, Trung Quốc
Cuba bản và Việt Nam thành một cái khối, bởi vì sau khi thế Liên Xô sụp đổ, như bà Dương Thu Hương nói, đừng tưởng sự liên kết đó sẽ làm nhụt nhẹ khí người dân, bộ đội sẽ không bắn vào người dân. Đó là lời ước mong của Dương Thu Hương thôi. Nhưng mà cái vụ tàn sát Thiên An Môn 1989 cho thấy các chế độ cộng sản không ngần ngại dùng võ lực đàn áp nhân dân của mình. Tình thế rất là đen tối. Cho tới 95 thì Hoa Kỳ của ông Clinton, Tổng thống Clinton, bãi bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Và bây giờ thì Tổng thống Barack Obama trước khi lên chiếc Air Force One rời Sài Gòn, ông bảo rằng người Việt Nam đã làm rung động trái tim tôi. Đó là người Việt Nam. Chúng ta đã thể hiện một cái ước mơ dân chủ qua một cái hình ảnh của một người lãnh đạo dân chủ. Nhưng mà cái lệnh bãi bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương là một vấn đề khác. Giữa hai kẻ cựu thù, chúng tôi sẽ nhắc lại, hai kẻ cựu thù không phải là giữa dân tộc Việt Nam mình với nhau. Thì lúc nãy cái hình ảnh của một người phụ nữ ở Việt Nam chỉ vào mặt cái đám công an nói những lời lẽ như thế, mà đó chỉ là một trong hàng trăm cái clip sau này mà chúng ta thấy được trên các mạng lưới social network. Đã có một cô gái rất trẻ, đứng bên này là hàng rào công an, bên này là cô gái đó, bảo chúng tôi chiến đấu là chiến đấu cho các anh, cho tương lai của các anh nữa. Và chúng ta thấy có những người nữ công an, nam công an lấy tay che mặt lại. Điều đó chứng tỏ cái gì? Điều đó chứng tỏ rằng chính trong hàng ngũ của họ cũng có những người cảm thấy rằng nhục nhã khi đứng về một cái chế độ và làm tàn hại đất nước như thế. Cái mầm mống của một cuộc cách mạng, một cái cuộc thay đổi từ Việt Nam rất rõ, nhưng nó vẫn còn rời rạc. Chúng ta có thể đo lường cái sự mạnh hay là yếu của một chế độ khi chúng ta thử xem cái guồng máy an ninh đàn áp người nó bắt đầu lung lay tới mức độ nào. Hẳn rằng ở đây tôi tin rằng rất nhiều quý vị đã đọc cái cuốn sách Đèn Cù của ông Trần Tĩnh, là cái người mà đã từng chấp bút viết hồi ký cho Hồ Chí Minh, tức là thuộc thế hệ lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản. Thì ngày mà ông Trần Tĩnh ra cuốn sách đó xong, chúng tôi có được tiếp xúc với ông, thì ông kể một câu chuyện như thế này. Ông bảo lạ lắm. Ông đi ăn một bữa cơm, thì trong lúc ăn như vậy, ông thấy có một người chạc 50 tuổi cứ nhìn ông từ đầu tới cuối, không biết là ai hết. Ông ra ông trả tiền vào chủ quán cơm. Thì bà chủ quán cơm bảo, đại tá công an đấy, an ninh đấy. Thì ông nghĩ là nó theo mình. Thì lúc bước chân ra, chuẩn bị lên xe buýt, thì người đàn ông đi theo. Bảo, này, ông là Trần Đính đấy à? Ông Trần Đính bảo, ừ, tôi đấy. Bảo, cuốn sách cực hay đấy nha. Ông này ông cười, Trần Đính cũng cười. Thì cái anh đại tá công an nó cười như thế mới là Trần Đính. Ít lâu sau thì chính giám đốc Sở Công an Hà Nội gọi cho ông Trần Đính bảo, khi nào mà anh đi ra Hà Nội cho em được mời anh một bữa cơm. Tất cả những dấu hiệu đó nhiều lắm, cho thấy rằng chính trong hàng ngũ đàn áp họ hiểu, họ nắm tính, họ đánh hơi thấy tình hình. Cho nên họ đã bắt đầu đối xử tương đối một cách có bộ mặt người với những người mà họ từng đàn áp. Chúng ta chỉ cần so sánh hai ba cái thời điểm khác nhau. Cái lúc nhân văn giai phẩm từ miền Bắc, Trần Dần, Phan Khôi, Lê Đạt từ Pháp bị Đảng Cộng sản nó dìm tới tận đất đen. Một người mà ai trong chúng ta cũng biết đã từng hát một bài nhạc phổ thơ, đó là Hữu Loan. Nàng có ba người anh đi bộ đội. Chúng ta biết bài đó phải không ạ? Một con người như thế mà bị Đảng nó dìm xuống tận đất đen 30 năm trời đi đẩy một cái xe hút phân để mà kiếm miếng sống. Mà Hữu Loan nói một câu như thế này: khi Đảng nó thấy ông chống quá, bảo rằng thôi anh đừng chống tôi nữa, tôi cho anh căn nhà. Ông trả lời: tôi không có thời giờ làm nhà, bởi vì tôi bận làm người. Đó là một cái tát vào mặt Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cái thời nhân văn giai phẩm nó đàn áp người ta đến như thế. Rồi vụ cải cách ruộng đất, rồi vụ xét lại chống Đảng, những Hoàng Minh Chính, viện trưởng viện triết học Mác Lê, thiếu tướng Nguyễn Kim Giang đã phải nhồi lầu chết. Đảng cao cấp là Hoàng Minh Chính bị tù 17 năm. Cho tới năm 1986, sau thời kỳ đổi mới, một chút người Việt Nam có được một chút thở, họ siết lại. Thì chắc quý vị cũng nhớ nhà trí thức Hà Sĩ Phu bị bắt ngay sau khi trả lời một cuộc phỏng vấn của một ký giả tại hải ngoại.
Lúc đó nó đàn áp kinh khủng lắm. Bất kỳ một tiếng nói nào lên cũng bị đàn áp. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta xem mạng Facebook, chúng ta thấy Nguyễn Lân Thắng, chúng ta thấy Phạm Anh Dũng, rất nhiều người trẻ dõng dạc chỉ đích danh tình trạng hiện nay của đất nước Việt Nam là chế độ cộng sản. Và những người đó chỉ bị bao vây chung quanh nhà, bị ném phân, có đánh đập một chút, nhưng mà nó không quy mô như ngày xưa, chứng tỏ là guồng máy đàn áp bắt đầu phải chùn tay vì yếu tố quốc ngoại, vì cộng đồng quốc tế. Giả dụ Tổng thống Barack Obama nói rất rõ, khi mà Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam là sẽ xét theo case by case, là từng trường hợp. Có nghĩa là không phải là anh muốn mua vũ khí nào của tôi cũng được, và không phải là bất kỳ trường hợp nào Quốc hội Mỹ cũng sẽ chuẩn thuận cho cái điều đó, nếu không đi liền với nhân quyền. Đồng thời, TPP là Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương cũng sẽ phải xét theo từng trường hợp. Nếu mà Việt Nam không thi hành những điều kiện công đoàn độc lập, không thi hành về vấn đề cải thiện nhân quyền, họ sẽ lấy TPP đi. Thành ra chúng ta thấy rằng về mặt quốc tế, Việt Nam mình chúng ta có một cái lợi là người dân Việt Nam tương đối bây giờ sẽ không phải đối diện với một cái chế độ mặt thú nó dữ dằn như cách đây 70 năm, 50 năm, 40 năm. Họ bắt đầu phải hội nhập với thế giới và họ phải chấp nhận có một cái bộ mặt người một chút. Bằng chứng là cùng lúc với thời gian Tổng thống Barack Obama đến thì lãnh đạo Hà Nội phải tuyên bố họ sẽ đồng ý với Liên Hiệp Quốc để siết chế độ Bắc Hàn, cùng cộng sản với nhau đấy, họ siết nhau. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng người dân ở trong nước bây giờ mặc dù phải đối diện với vấn đề môi trường sống, vấn đề đàn áp, nhưng mà cái tinh thần bước ra khỏi nỗi sợ hãi của dân tộc mình càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Thành thử ra có rất nhiều anh em ở trong nước họ đặt một niềm tin cuộc đấu tranh nào cũng sẽ có đổ máu, cuộc đấu tranh nào cũng phải có giá phải trả. Nhưng mà với cái đà này chúng ta nên tin rằng Việt Nam đang có một biến chuyển trong lòng dân tộc mình. Nhưng mà chúng ta cần phải nói rất rõ với nhau, và cái thông điệp này phải nói thường ngày và nói cho những người lãnh đạo thế giới họ biết. Chúng tôi tin vào sức của chúng tôi là chính. Không phải vì một chuyến đi của Obama qua mà chúng ta vui. Không phải vì một lời nói của một lãnh đạo các nước Tây Phương mà chúng ta buồn nếu họ không ngó ngàng tới Việt Nam. Còn tin như thế, tức là chúng ta vẫn còn đặt cái vận mạng của dân tộc mình vào những cái quyết định từ đâu đó, từ Washington, từ Moscow, từ bên Liên Hiệp Âu Châu, và chúng ta chưa tin vào sức dân tộc mình là chính. Trong bối cảnh này, khi mà liên lạc với những anh em ở Việt Nam, có nhiều người nêu lên với chúng tôi một câu hỏi. Khẩu hiệu tự do là quan trọng, nhân quyền là quan trọng, dân chủ là quan trọng, hay là quyền sống là quan trọng? Anh Trần Hùng Tiết, chị Vân Anh và các anh chị dưới đây chọn cái chủ đề rất đúng, quyền sống không ạ? Nếu bây giờ chúng ta đi về vùng Vũng Áng chẳng hạn, nói chuyện với một cụ bà mất cơ ngơi, mất biển, mất cá, mất thuyền bè, nói cụ về dân chủ, cụ sẽ bảo giọng trò chuyện với chúng, là dân chủ là gì ạ? Dân chủ là gì? Họ không biết. No. Thậm chí họ chỉ biết một điều, quyền của người dân chúng tôi đang bị lấy mất đi. Tôi đưa một cái hình ảnh như thế này rất rõ để cho thấy rằng người dân trong nước sẽ làm cái công chuyện để quyết định cái vận sống của mình. Sau năm 1975, tại một quán cà phê Sài Gòn, thì dân miền Nam mình quen rồi, ngồi uống cà phê với nhau, gắt trên ghế. Thì họ thấy rõ ràng lắm, cái quyền sống họ bị mất. Bởi vì trước năm 1900, thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đó, nếu họ không đồng ý chính sách thuế khóa, họ thấy kinh tế khó khăn, thì họ có thể má thiệt tình, nhau. Kinh tế khó khăn quá nhỉ, chả thiệu nghèo. Cảnh sát không ai bắt, không, không ai bắt. Và ly cà phê của họ vẫn là ly cà phê sữa, tràn xuống cái ly cái lỗ của người miền Nam ấy. Nhưng mà sau năm 1975, cái ly cà phê sữa đó không còn, không có đường, không có sữa. Và không ai dám mở miệng đấy, má cái chế độ cộng sản này, nói là nó bắt. Cái đó là quyền sống của người dân. Người dân họ không ý thức, họ định nghĩa được thế nào là dân chủ. Đừng có nói Montesquieu, Robespierre với người dân Việt Nam, họ không biết. Nhưng mà đồng bào chúng ta biết rất rõ quyền của từng người đang bị những cái đám đảng viên tại địa phương nó ăn như thế nào, cưỡi trên đầu người dân ra sao,
không có một cái xứ sở nào mà một cái tay nắm một cái xã, một cái quận thôi, mà nó xây một căn nhà 5 tầng. Ở đây không biết các bác, các anh chị, có người nào ở bên Mỹ có nhà 5 tầng không? Vâng, giơ tay, tôi tin là không. Nhưng mà hàng ngũ lãnh đạo của Hà Nội bây giờ là như vậy. Người dân người ta biết rất rõ, trong khi chúng tôi quần quật như một con trâu, thì lãnh đạo của Đảng và họ là như thế. Con rể Nguyễn Tấn Dũng, con gái Nguyễn Tấn Dũng, tất cả mọi thành phần đó. Chúng tôi vừa mới xuất bản cuốn sách, đó cái cuốn Lời Ai Điếu của một nhà báo 50 năm trong Đảng Cộng sản là ông Lê Phú Khải. Ông nói một câu như thế này. Ông bảo rằng giới lãnh đạo Hà Nội thảo luận với nhau thương lượng quyền lợi đó, tính trên bảng 100 triệu chứ không phải vào vài triệu. Cái vụ Vũ Áng, một lát nữa tiến sĩ Mai Thanh Chuyết sẽ nói rõ về cái tác hại môi trường. Nhưng mà một cái điều chắc chắn tại sao xảy ra vụ Vũ Áng, bởi vì đích thân Nguyễn Tấn Dũng đã ký lệnh danh từ trong nước gọi là hạ chuẩn. Chúng tôi xin phép giải thích như thế này. Thí dụ đi, tới 0.8 thì mức độ biển sẽ bị ô nhiễm nếu mà thải chất độc ra. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng cho phép lên tới 0.12, tức là 4 nấc nữa thì mới được xem là nguy hiểm. Môi trường chúng ta bị ô nhiễm từ đó. Và Nguyễn Tấn Dũng và cái tập đoàn của ông ta đã có được bao nhiêu quyền lợi lót tay để có được Formosa. Formosa khi đưa 400 ký hay là 400 tấn thì tôi nhớ không rõ con số lắm, đi qua Cambodia là bao nhiêu? Tấn, 320 tấn, tiến sĩ Mai Thành Chuyết cho biết như vậy. Về cái chất để mà làm nên gang thép, xả rửa ở bên Cambodia, thì cái toán người của Đài Loan đi qua tới nơi họ chứng độc ở kết. Cambodia nhất định ship tất cả cái đó về lại Đài Loan. Lãnh đạo Cambodia dù còn trong chế độ cộng sản nhưng mà họ dám cương quyết làm chuyện đó. Còn toàn bộ Vũng Áng bây giờ trong mấy chục dự án thì 27 dự án là do Tàu Cộng họ đấu thầu. Và không có điều gì vô lý là trên đất nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam, phóng viên Việt Nam, người dân Việt Nam đến gần Vũng Áng thì bị trả lời một câu rằng có yếu tố nước ngoài. Nước ngoài nào? Nước ngoài đó là Trung Cộng. Vũng Áng chỉ là một chuyện rất nhỏ trong cả một cái bức tranh đen tối về môi trường Việt Nam. Bauxit, nếu mà quý vị và quý anh chị có đã từng đi những cái đảo bên Indonesia ngoài khơi, trên đảo đó không có chim, cây thì bị chọc hết. Và bauxit đã là một hiểm họa cho nhiều quốc gia Đông Âu trước kia rồi. Vậy mà bauxit được khai thác trong một cái điểm chiến lược nhất về mặt quân sự của Việt Nam, đó là vùng cao nguyên trung phần Việt Nam. Ai cũng biết, nắm được cao nguyên trung phần là nắm được cái ít hầu về quân sự của ba nước Việt Minh Lào. Năm 1979, khi Cộng sản Trung Quốc tràn qua biên giới, nói cho Đặng Tiểu Bình, dạy cho Cộng sản đàn em một bài học bởi cái tội hỗn láo, với là phản lại đàn anh đó, thì toàn bộ cái bộ chỉ huy của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ lúc đó đã tính bỏ Hà Nội, nếu nguy quá, đi lên cao nguyên trung phần, giữ được cao nguyên trung phần, tức là giữ được Việt Nam. Cái hiểm họa đó, chính Võ Nguyên Giáp là một công thần của chế độ Hà Nội lúc còn sống, đã phải ký tên với rất nhiều đảng viên cao cấp khác bảo rằng xin các đồng chí lãnh đạo đừng giao bauxit Trung Nguyên cho người Tàu. Và bây giờ trong vùng Trung Nguyên đó có những cái bảng đề chỉ có tiếng Tàu, không cho người Việt Nam vào. Làng xã Việt Nam bây giờ từ miền Tây, miền Bắc, miền Trung có rất nhiều ngôi làng tiệm ăn là tiệm tiếng Tàu, hớt tóc là tiếng Tàu. Và đó là một cái hiểm họa lớn nhất. Có những người từ trong nước đi ra đây gặp chúng tôi bảo, ngồi nói chuyện với nhau, cấp trung ương đảng, ai cũng biết hiểm họa là của Tàu cả. Nhưng nói cái đó ra miệng, thì tình báo của Hoa Nam nó thiệt lúc nào không biết. Một anh bạn tôi là một nhà văn, anh có công rất lớn, là anh đã viết lên được một cái thảm trạng về đất đai đồng bào bị cướp ở Việt Nam. Anh cũng đã bị công an hành lên hành xuống. Thì tôi có nêu anh một câu hỏi thế này. Này, tại sao mà ông biết nó bạo mồm đến như thế mà ông chưa bị bắt? Ông bảo đơn giản lắm. Tôi chưa có vượt qua cái ranh giới chống Tàu. Tôi chỉ cần có một bài báo chống Tàu thôi là nó gộp tôi ngay lập tức. Điều đó chứng tỏ cho thấy rằng cái hiểm họa của Bắc Phương đó, nó đang đè nặng toàn dân tộc chúng ta. Và cái đạo quân thứ năm ở tiếng Tây họ gọi là Sen Kem Colon, tức là cái đạo quân người Tàu, họ ẩn ở những nước đó. Giờ phút này họ có mặt tại đất nước chúng ta, có bao nhiêu người chúng ta không biết.
Bộ xã hội Việt Nam phải nói rằng họ không kiểm soát được số người tàu vào Việt Nam mà không có giấy tờ. Họ nằm lần ở các tỉnh và tới lúc nào cần thiết. Thì đó là một cuộc nổi dậy của chúng ta. Đó là hiểm họa của dân tộc mình. Thưa quý vị, thì chúng tôi muốn, chỉ còn có 2 phút thôi. Tôi muốn đưa hình ảnh của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Trần Huỳnh Duy Thức trong cái bối cảnh mà Mỹ, Tổng thống Barack Obama sắp qua Việt Nam, chế độ Hà Nội buộc lòng phải thả cha Nguyễn Văn Lý và muốn để Trần Huỳnh Duy Thức ra khỏi thế gian, đi Mỹ liền. Trần Huỳnh Duy Thức dõng dạc tuyên bố rằng tôi không đi, tôi lại ở tù. Tôi không muốn trở thành một món hàng trao đổi giữa hai cái nhà nước đó. Và bắt đầu tuyệt thực cho tới ngày hôm nay, ngày thứ 8. Đó là tinh thần tự cứu của dân tộc Việt Nam. Ngày nào mà dân tộc chúng ta cương quyết một điều, chúng ta đứng dậy để giải quyết số phận của dân tộc mình, thì ngày đó chúng ta bất chấp người đó là ông Obama, qua người đó là lãnh đạo Cộng sản là ai, chúng ta có thể giải quyết được tương lai của mình. Nhưng mà cái điều cuối cùng trước khi cảm ơn quý vị là như thế này. 1989, cuộc cách mạng Nhung tại Tiệp Khắc dẫn tới sự sụp đổ của chế độ Cộng sản. Một trong những người lãnh đạo của Hiến chương 77, tức là Chapter 77, là ông kịch tác gia Václav Havel. Cái bài diễn văn đó xứng đáng, chỉ cần đổi thành chữ Việt Nam thôi, nó trở thành Việt Nam. Václav Havel bảo, chế độ độc tài đã ra đi, chế độ chạy lính không còn trên đất nước chúng tôi nữa. Dần dần với sự giúp đỡ của quốc tế, dân tộc chúng tôi sẽ hồi phục lại được cơm ăn áo mặc và tự do. Nhưng dân tộc chúng tôi sẽ phải chiến đấu rất lâu dài trước một kẻ thù, đó là một dân tộc mất hoàn toàn niềm tin. Chúng tôi đã sống với nhau giả dối, chúng tôi đã sống với nhau hai mặt, chúng tôi không tin ai bao giờ cả, vì cái chế độ đó nó đã đặt một cái nền móng khiến chúng tôi không tin tin tưởng lẫn nhau. Cái kẻ thù đó, dân tộc Tiệp Khắc, sẽ còn phải chiến đấu lâu dài mới hồi phục lại được cái diện mạo đúng của dân tộc Tiệp. Thì thưa quý vị, hiện nay cái điều đáng buồn nhất, đáng lo nhất không phải là chế độ Cộng sản. Cộng sản trước sau thì cũng sẽ ra đi. Chúng ta sẽ có tự do. Với sức của dân tộc Việt Nam mình, chúng ta sẽ có cơm ăn, chúng ta sẽ có áo mặc. Nhưng mà hồi phục lòng tin trong lòng từng người Việt Nam, để chúng ta có một cái dự án chung về một cái tương lai đất nước, nó là một con đường khó lắm. Và làm như thế nào? Đó là tự mỗi người chúng ta tìm lấy, gặp nhau, trao đổi với nhau, thì hy vọng chúng ta sẽ có được một bài toán Việt Nam. Cảm ơn quý vị.